Dòng xe MPV cỡ nhỏ dành cho cá nhân hay những gia đình trẻ đang trở thành xu hướng được ưa chuộng tại Việt Nam. Riêng ở phân khúc MPV 7 chỗ hạng sang, BMW 218 E-Grand Tourer là một trong những cái tên đang được nhiều người quan tâm. Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2016, BMW 2 Series với phiên bản 218 E-Grand Tourer là mẫu MPV 7 chỗ đầu tiên của hãng xe BMW tại thị trường Việt Nam. Mang mắt xe sang đi cùng với giá bán gần 1,7 tỷ đồng. Vậy về thiết kế, công nghệ, vận hành, BMW 218 E-Grand Tourer có gì để hấp dẫn khách hàng? Hãy cùng biên tập viên Tuấn Anh cùng nhóm trải nghiệm xe báo thanh niên khám phá mẫu MPV 7 chỗ hạng sang đến từ Đức này nhé! Trong nhóm trải nghiệm xe lần này thì tôi là người đầu tiên được tiếp cận với BMW 218 E-Grand Tourer, xe thuộc dòng MPV hạng sang. Chiếc xe này thì nó phục vụ cho tất cả các thành viên ở trong gia đình, chứ không chỉ là để cho một người lịch lãm sang trọng sử dụng kiểu như là các xe thuộc dòng 3, 5 hay 7 series và X series trước đây mà tôi đã từng có dịp trải nghiệm. Mang đặc trưng của một chiếc MPV, BMW 218 E-Grand Tourer sở hữu thiết kế thân xe thuôn dài, phần mái xe vuốt cao về phía sau nhằm tạo không gian rộng rãi cho người dùng. So với phiên bản 2 series Active Tourer tiền nhiệm, 218 E-Grand Tourer có kích thước thân xe dài hơn 110mm, cao hơn 50mm. Sự kết hợp giữa lưới tản nhiệt đặc trưng chia làm hai phần, cụm đèn pha cỡ lớn và những đường gân chạy dọc thân xe mang đến cảm giác mạnh mẽ, chắc chắn nhưng không kém phần thời trang. Một trong những cảm nhận đầu tiên của tôi khi nhìn thấy cái hình thức bên ngoài của BMW 218 E-Grand Tourer đó chính là sự hài hòa cân đối và sang trọng. Những năm gần đây thì BMW họ thường có những cải tiến về mặt hình thức, tuy nhiên có một điều đặc biệt là vẫn tôn trọng những cái giá trị truyền thống, mang lại cảm giác sang trọng cho xe. Lưới tản nhiệt và đèn pha của 218 E-Grand Tourer thì được thiết kế giống với 5 series hay là X series của BMW. Nhìn chung thì xe sang trọng, không lỗi thời chút nào cả. Những đường gân nổi ở cabo rồi thân xe và đuôi xe thì nó tạo ra cái cảm giác là liền lạc cho xe, và nó cũng mang lại cảm giác mạnh mẽ nữa. Thường thì đối với nhiều người, một chiếc xe thuộc dòng MPV thì nó sẽ khá là thô kệch, nó khá là cần càng. Nhưng với chiếc 218 E-Grand Tourer thì tôi có cái cảm giác là nó rất là thanh thoát. Tất nhiên mỗi người có một cảm nhận khác nhau thôi. Còn với bản thân tôi thì 218 E-Grand Tourer nó hài hòa và cân đối. Với dòng xe MPV dành cho gia đình, bên cạnh kiểu dáng thiết kế bên ngoài thì sự rộng rãi tiện nghi trong khoang nội thất là một trong những tiêu chí quan trọng để có thể thuyết phục được người tiêu dùng. BMW với đẳng cấp của một hãng xe sang đã dung hòa rất tốt giữa yếu tố sang trọng, tiện ích cho dòng xe 218 E-Grand Tourer. Cảm giác đầu tiên khi bước vào khoang lái của BMW 218 E-Grand Tourer là sự rộng rãi thoải mái. Kết cấu ở trong không gian khoang lái thì rất là khoa học, được bố trí gọn gàng. Ngồi ở trong cái khoang lái của BMW 218 E-Grand Tourer thì thoải mái lắm. Nhìn tới đâu, chạm tới đâu thì thích tới đó. Ghế thì được bọc da cao cấp, rồi một số chi tiết được ốp nhôm tráng bạc. Ngồi vào chiếc BMW thì luôn mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái và sang trọng. Đây là điều tất nhiên rồi, nếu như bạn sử dụng một chiếc BMW thì sang trọng luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Không chỉ sang trọng, BMW 218 E-Grand Tourer còn trang bị nhiều tính năng tiện ích, giải trí cho người dùng. Ngoài vô lăng bọc da ba chấu tích hợp các nút điều khiển chức năng, mẫu MPV 7 chỗ hạng sang này còn trang bị hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, màn hình giải trí 6,5 inch, điều khiển qua hệ thống iDrive thế hệ mới. Trong khi đó, gương chiếu hậu hai bên cùng hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp chức năng nhớ vị trí. Xe có tích hợp chức năng là nhớ vị trí của ghế và gương chiếu hậu. Chỉ cần một lần bấm thôi, chúng ta sẽ nhớ được vị trí, rồi sau đó lên xe, tận hưởng cái sự tiện ích này. Trong ngày đầu tiên đồng hành cùng bạn đường BMW 218 E-Grand Tourer, chiếc MPV này chủ yếu được Tuấn Anh sử dụng để đi lại trong khu vực nội đô. BMW 218 E-Grand Tourer được hãng xe Đức trang bị động cơ 3 xi lanh dung tích 1,5 lít, kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp két và hệ dẫn động cầu trước. Nếu mà chỉ đọc thông tin trên lý thuyết thôi thì nhiều người sẽ cảm thấy bất ngờ vì một chiếc xe có giá tương đương 1,7 tỷ đồng
nhưng lại chỉ có động cơ 3 xi lanh, kiểu như là một chiếc cỡ nhỏ hạng A vậy. Tuy nhiên lái rồi thì mới thấy sự khác biệt. BMW 28i Grand Tourer được trang bị công nghệ Twin Power Turbo và có cái công suất lên đến 140 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 220 Nm. Nhìn chung thì xe vận hành rất là mạnh mẽ chứ không yếu như bạn nghĩ trên lý thuyết đâu. Với nhiều người, việc điều khiển một chiếc MPV di chuyển trong nội đô người xe đông đúc thực sự là thử thách. Bởi đặc trưng của MPV thì thường có thiết kế thân xe dài, cồng kềnh và khó xoay trở. Liệu với BMW 28i Grand Tourer, Tuấn Anh có gặp khó khăn khi cầm lái? Thực ra thì ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, bởi vì thường thì tôi hay sử dụng xe sedan, tầm nhìn nó khá là hạn hẹp. Nhưng khi lái chiếc 28i Grand Tourer rồi thì mới thấy được là xe có những cái điểm khác biệt. Khi mà phần đầu được vuốt thấp xuống và cái cửa sổ được thiết kế rộng thì qua đó thì chúng ta quan sát tốt hơn. Cục A được thiết kế rất là to và choáng tầm nhìn thì bây giờ đã được BMW cải thiện bằng cách là bố trí thêm một cái cửa sổ thấp ở phía dưới. Lái ở trong phố thì xe rất là linh hoạt, còn vô lăng thì đánh lái nhẹ nhàng, rất là tinh tế. Rồi chân ga thì cũng rất là lướt, đạp vào thì cảm thấy nhẹ nhàng. Và khi bạn lái ở trên phố thì không nghĩ đây là một chiếc xe 1.5 lít đâu, bởi vì nó có cái sự tăng tốc rất là linh hoạt, rất là nhanh. BMW 28i Grand Tourer còn được trang bị tính năng tạm ngắt động cơ Auto Start Stop. Với tính năng này được kích hoạt, khi người lái đạp phanh để dừng đèn đỏ, động cơ sẽ tự ngắt để tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải ra môi trường. Xe sẽ tự khởi động lại khi người lái nhả chân phanh. Bên cạnh đó, 28i Grand Tourer cũng có sẵn camera lùi cùng hệ thống hỗ trợ đổ xe Parking Assistant. Cái nút tắt mở này thì nó được bố trí ở trên khu vực bệ cần số. Ngoài ra thì xe cũng có tích hợp camera thì dễ dàng cho tôi trong việc là đưa xe vào các bãi đổ. Trong ngày đầu tiên sử dụng xe thì tôi chủ yếu là đi lại ở trong thành phố thôi. Và tôi sử dụng cái chế độ là Eco, rồi cũng mở cái chức năng Auto Start Stop. Tiêu hao nhiên liệu nó khoảng chừng 6 lít trên 100 km. Nhìn chung thì BMW 28i Grand Tourer nó là một chiếc xe phù hợp sử dụng cho gia đình ở trong thành phố. Còn đối với những chuyến đi dã ngoại, nó thích hợp hay không, nó tiện ích hay không thì chúng ta sẽ chờ đợi trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.